cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ Toyota Tăng Cảng. Và ngày hôm nay cũng là tiếp thứ ba Rồng gửi đến cô chú anh chị thêm một sản phẩm đến từ nhà Mitsubishi Outlander 2018, đi được 20.000 cây với giá bán niêm yết tại Toyota Tăng Cảng 715 triệu, giá siêu hài luôn nha cô chú anh chị. Vâng, thì để Hồng mời cô chú anh chị cùng Hồng đánh giá về sơ bộ về ngoại thất, nội thất của xe này. Xe này vừa lấy về nên chưa có Maruguri mà còn khá là nhiều vết bụi ở bên ngoài, nên cô chú anh chị có thể quan sát được cái chất thật của chiếc xe này ha. Thì xe này là mang biển số 60A566819. Rồi tiếp tục, Hồng xin mời cô chú anh chị về ngắm về cụm đèn pha phía trước bên trái. Đây, cụm đèn pha phía trước bên trái thì sử dụng đèn chiếu xa là đèn hương, còn đèn chiếu gần là bi projector, nguồn sáng là led nha cô chú anh chị. Thì đối với những sản phẩm Mitsubishi á, thông thường nha Hồng xét á, thì Mitsubishi vẫn có cái vẻ năng động trẻ trung hơn Toyota về các chi tiết vạ rơm khá nhiều về logo, nhưng mà phần đầu xe này Hồng thấy nó có một cái sự sang trọng ở những cái chi tiết ba đờ sóc dưới, nó được sơn bóng lên cô chú anh chị nên nó rất là trẻ trung và hợp thời với hiện nay á. Vâng, mời cô chú anh chị qua phần thân xe 2018, địa chỉ 20.000 cây số, siêu lớn. Thì xe này thứ nhất là sản phẩm cũng đến từ xứ hoa đào nước Nhật. Thì đặc trưng của xe Nhật thì là bền bỉ, nó sẽ nhiệt tới hóa tất cả các bộ phận chi tiết trên chiếc xe nên nó rất là bền ở thị trường chúng ta ha. Rồi đây cô chú anh chị nhìn đây, cửa đóng rất là chắc, những đường chỉ nổi, cái chỉ nổi này nó không có giống như là chỉ nổi của Toyota ha, cái chỉ nổi của Mitsubishi thì nó sẽ mo, nó không có vuông cạnh nhưng mà nó mo lên, nhưng mà nó dập nổi cao hơn. Thì cô chú anh chị cũng nhận dạng được cái độ mới của nước sơn qua những cái đường chỉ nổi này. Tuy nhiên thì về phần lượng xe cũng có nhiều ốp đen, do này xe mới đi trời mưa về dính bụi nhiều. Đó, cô chú anh chị nhận dạng được cái chắc xe trước khi Maruguri. Rồi học mời cô chú anh chị qua phía sau xe. Về phía sau xe thì thực sự dòng Mitsubishi Outlander này cho chúng ta một cảm giác rất là vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ, mọi chi tiết rất là hiện đại. Về cụm đèn hậu để Hồng mở lên cho cô chú anh chị xem. Chú anh chị, thì những cái thanh này nó giống như những cái thanh kim loại mà được đun nóng nha. Đó, nó phối hợp giữa led và các cái tấm trắng. Đây là phần hông xe sau phía bên trái. Rồi học mời cô chú anh chị xem về phần lốp xe phía sau bên trái ha. Xe này được giữ lốp zin sản xuất ở tầng 41 năm 2018. Mâm này là mâm R18 với diện tích bánh xe là 225 trên 50. Những cái lốp xe này rất là thể thao ha, vừa phải, rất là đẹp. Mâm thì hợp kim nhôm và chấu kép. Đây, mời cô chú anh chị về phần nội thất phía sau ha. Đây phần ghế thứ hai thì học thực sự
không nghĩ sản phẩm này nếu mà cô chú anh chị sử dụng gia đình thì vẫn là bộ nỉ này, còn nếu mà mình có đi nhiều á, mình sử dụng mục đích cho công ty, cho nhân viên mình đi á, nên lên ghế da luôn để cho nó sạch. Thật sự cái này thì nó có cái ưu điểm đó là nó mềm, nó ngồi rất thoải mái, nhưng mà nó khi mà dơ rồi rất nó giữ mùi và nó thêm cái nữa nó khó vệ sinh lắm cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị thấy những sản phẩm mà học quay khi mới vừa về nè thì nó tự nhiên thì nó sẽ có bụi, mong cô chú anh chị thông cảm. Nhưng mà ngược lại thì cô chú anh chị sẽ dễ đánh giá về chất lượng của xe hơn sau khi Marukori ha. Về chặn nè cô chú anh chị còn rất là sạch, chủ trước đi rất là kỹ nha. Rồi tiếp tục vào khoang nội thất phía trước tài xế ha. Thì cô chú anh chị sẽ thấy cái mặt đồng hồ ốp tay trong với km thực tế là 20.015 km. Nó kêu mình on động cơ đây. Thì xe này tuy nhiên có start stop về qua lăng thì chỉnh bốn hướng rồi cô chú anh chị, vô ra lên xuống nè ha, nhưng mà chỉnh cơ. Nhưng mà xe này chỉnh cơ về phía hướng của vô lăng thôi, nhưng mà xe này lái điện nha, rất là nhẹ nhàng, trang bị hộp số tự động 6 cấp, rất là nhẹ. Thì cô chú anh chị nhìn thấy nè, về phần phía màn hình ha, đó, kết hợp camera gear, hệ thống an toàn rất là đẹp, đó, màn hình zin, nói chung mọi thứ xe này đều còn rất là mới, xe mới đi 20.000 nè. Có ru cần tròn, điều khiển các phím tắt ở trên cụm loa thoại ha. Vâng, và đây là khoang động cơ nha cô chú anh chị, tiếng nổ. Đây, động cơ đây nổ đây. Rất là êm luôn cô chú anh chị. Những cái dấu son của cái chân máy nè. Cái này chúng ta nhìn vô coi động cơ nó có thể kích, nó có ẩm máy có thể nó xử lý lại không ha. Đầu phục, đầu phục bên phía tay trái ha cô chú anh chị. Về bên Toyota Tân Cảng là có cam kết cho chiếc xe Outlander này luôn nha cô chú anh chị. Mặc dù xe này là hãng Mitsubishi nhưng mà bên học cũng có liên kết với tất cả các hãng á. Thứ nhất là kiểm tra lịch sử, rồi chuyên viên liên kết. Xe này là cam kết không tua km, không đâm đụng, không ngập nước. Máy hộp số còn zin nguyên bản. Xin nhắc lại sản phẩm này thêm một lần nữa nha. Outlander 2018, đi chỉ 20.000 cây, giá 715 triệu đồng. Xe 7 chỗ, máy xăng, số tự động. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nếu cô chú anh chị cảm thấy sản phẩm này phù hợp, hãy gọi cho Học với số điện thoại 0901 224 668. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.